Nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, nếu cô có ông bà có thời gian ông bà thì kính mời cô cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, chắc cô vào chưa nghe được âm thanh Nhật Quỳnh rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ mời Quỳnh Quá Thanh nghe cô cứ cho tín hiệu thì Quỳnh sẽ bớt bài ạ. Dạ, vậy kính mời cô. Dạ mời Quỳnh Quá Thanh đã bớt bài ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Dạ, kính cảm ơn Sĩ Nhật Quỳnh. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Pháp Tân, Thượng Tòa Minh Hạnh cùng với Quý Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ với cô tu nữ và thân chào quý đạo hữu. Dạ, nãy giờ mới vào room được thấy cái nét cho nó quay vòng vòng hoài. Dạ, bây giờ xin phép được đọc bài. Kinh Tỷ Bộ, Ý Tí Bút Tát Cá, chương 4, Bốn Pháp. Phẩm 1, bài 105, La Mã. Này các tỷ kheo, có bốn sự sanh khởi này của ái. Ở đây, ái sanh khởi lên cho tỷ kheo. Thế nào là bốn? Do nhân y áo. Này các tỷ kheo, ái sanh khởi cho tỷ kheo. Do nhân đồ ăn khất thực. Này các tỷ kheo, ái khởi sanh cho tỷ kheo. Do nhân sàng tòa. Này các tỷ kheo, ái khởi sanh cho tỷ kheo. Do nhân sanh hữu. Không sanh hữu, này các tỷ kheo, ái sanh khởi cho tỷ kheo. Này các tỷ kheo, có bốn sự sanh khởi này của ái. Ở đây, ái sanh khởi tỷ kheo. Có ái làm bạn, bị luân hồi dài dài. Nó không vượt luân hồi, đời này qua đời khác. Do biết nguy hại vậy, ái tác thành ra khổ. Không còn có khác ái, không còn có chấp trước. Vì tỷ kheo chánh niệm du hành khắp đó đây. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con thành kính tri ân quý chư tôn đức tăng, kính cảm ơn quý đạo hữu. Dạ, và giờ đây thì xin kính mời Sĩ Nhật Quỳnh tiếp tục ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ tịnh hạnh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tịnh hạnh, cô tu nữ tệ duyên, Xích Trần Phụng, Quỳnh Quá Thắng. Cảm ơn Xích Tâm Phương và Rạng Đông đã hoan hỷ ôn bài Tiểu Vụt Kinh 105 La Mã. Dạ bây giờ thì cũng đã đến giờ mà chúng con học bài mới, còn 2 phút nhưng mà con không có thấy bàn tay vị nào. Dạ, quên rồi, Nhật Quỳnh quên mời cô tu nữ Thâm Ma Cha Ri. Dạ, cô quan hệ cho Nhật Quỳnh nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ cảm ơn Quỳnh Bát Tha Na đã cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải bài 106 La Mã của Tiểu Bộ Kinh. Nam Mô Bụt Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng à, trồ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường à, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi hững khoảng, Phật nhân lời nhân chăng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, à, nhắm vườn lập gia ngày trời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử,
Có năm thầy thính dự pháp từ A, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp mà 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin đọc phần chánh văn trước để con cung thỉnh thượng tọa pháp tăng giảng giải ạ. Dạ cảm ơn huynh Bát Tha Na. Kinh Tiểu Bộ Itibuddhaka chương 44 pháp phẩm 1 La Mã, bài 106 La Mã. Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ấy con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Phạm Thiên, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các đạo sư thời xưa, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Đáng được cúng dường, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các tỳ kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Mẹ cha gọi Phạm Thiên bậc đạo sư thời trước, xứng đáng để con cháu nuôi dưỡng và cúng dường. Do vậy bậc hiền triết đảnh lễ và trọng, dâng đồ ăn đồ uống, dạy mặt và giường nằm, thơ bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay. Với sở hành như vậy, đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng yên lạc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ thưa bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài 106 La Mã. Nội dung của bài học hôm nay thì Đức Phật không phải đề cập đến phương pháp tu tập giải thoát, mà ở đây là những cái phương pháp có nghĩa là tạo cái phước lành của một người cư sĩ đối với cha mẹ. Đó là nội dung của cái bài học hôm nay là như vậy. Trước khi giảng bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt trước khi giảng bài học này. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantan Atthivadimi. Dứt tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn.
Svākhāto bhagavata dhammo dhammang nammassāmi. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian để chứng ngộ. Suvatibhano bhagavato sāvakasaṅkho saṅkhaṃ nammassāmi. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phàm của quần sinh, là phước điển chư thiên và nhân loại. Do ân đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiền nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Như đã thưa vừa rồi, cái bài học hôm nay là nói đến những cái pháp của người cư sĩ đối với cha mẹ, đặc biệt là một đạo hiếu. Đạo hiếu, chúng ta biết rằng Nho giáo thì người ta cũng có đề cập đến đạo hiếu. Phật giáo thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh điển Pali của chúng ta đó, thì Đức Phật đề cập rất nhiều, rải rác rất nhiều, đây đó vài bài kinh. Ở trong kinh Tăng Chi, thì ở trong kinh Tiểu Bộ này, hoặc ở trong nhiều, hoặc là trong kinh Pháp Cú, thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều những cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đề cập đến một người con luôn luôn có một cái đối xử với cha mẹ, một đạo hiếu đối với cha mẹ. Thì căn bản của một con người đó, thì phần lớn các tôn giáo đều đề cập đến cái đạo hiếu. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta thấy ở trong cái văn hóa Phật giáo nói riêng và văn hóa Ấn Độ nói chung đó, thì cái việc mà thờ cúng Phạm Thiên đó, là một cái nền tín ngưỡng lâu đời của người Ấn Độ giáo xưa kia. Và chúng ta cũng biết đó, thì Đức Phật Ngài ra đời tại Ấn Độ, Ngài một phần nào đó cũng kế thừa cái văn hóa của người Ấn. Dĩ nhiên là ở trong nội dung bài giảng của Ngài, Ngài đề cập đến Phạm Thiên, Ngài đề cập đến danh từ A-La-Hán, hoặc Ngài đề cập đến danh từ Sa-môn, Bà-La-môn. Nhưng mà Ngài đề cập đến danh từ Bà La Môn hay là Sa Môn hay là A La Hán, định nghĩa theo của Ngài, tức là Đức Phật Ngài định nghĩa theo những gì mà Ngài định nghĩa ở trong Phật giáo, cũng xài cái từ đó, nhưng mà Đức Phật Ngài định nghĩa ở trong Phật giáo. Trong khi Ấn Độ giáo là một cái tôn giáo truyền thống của người Ấn xưa kia đó, thì họ vẫn thờ một vị Phạm Thiên, và họ cũng dạ con thỉnh sư cầm mic trở lại bạch sư. Dạ đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của sư nữa. Chúng con kính thỉnh sư cầm mic trở lại ạ.
Dạ, quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát, thường tỏ pháp tân đã bị rớt nét rồi ạ. Dạ, kính mong. Dạ, con thấy sư đã trở lại đạo tràng, con kính nhân bích tên sư ạ. À. Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Trở lại với cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta gặp ở trong kinh văn Bali đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài đề cập đến một gia đình nào mà ở trong đó có con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, rồi những gia đình nào mà biết chấp nhận ngang trong nhà, rồi những gia đình nào mà biết chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên, những gia đình nào này các tỷ kheo trong ấy con cái biết kính lễ cha mẹ. Trong nhà những gia đình ấy chấp nhận vị đạo sư thời xưa. Mấy cái này dịch quý vị đọc nó hơi tối nghĩa, không rõ lắm, nhưng mà rồi để chúng tôi sẽ giải thích quý vị nghe. Những gia đình nào này tỷ kheo trong ấy có con cái kính lễ cha mẹ trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Phạm Thiên, này các tỷ kheo là đồng nghĩa với cha mẹ, là các vị đạo sư đời thời xưa, này các tỷ kheo đồng nghĩa với cha mẹ, đáng được cúng dường, này các tỷ kheo đồng nghĩa với cha mẹ, vì cớ sao giúp đỡ rất nhiều, này các tỷ kheo là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục, giới thiệu vào đời. Thì đây là một cái câu văn mà chúng ta trong văn kinh, chúng ta trong kinh văn kinh Bali chúng ta thường gặp, thường gặp. Thì trước tiên đó là chúng ta biết rằng cái văn hóa tín ngưỡng của người Ấn ấy, họ xem vị trời Phạm Thiên ấy, là một vị trời cao cả, cao cả. Và đối với Ấn Độ giáo thì họ xem ba cái vị thần, vị thần Brahma tức là vị thần Phạm Thiên, phần thứ hai là Vishnu là vị thần hủy diệt, vị phần thứ ba là vị thần bảo vệ và nuôi dưỡng, đó là Shiva. Thì ba cái vị thần đó đó là ba vị thần mà đối với người Ấn Độ giáo niệm rất là đặc biệt. Và đối với vị Phạm Thiên là vị mà sáng tạo ra, được sinh ra. Và trong ba vị thần đó, vị phần Phạm Thiên là vị thần cao cả hơn cả. Và Đức Phật này ví dụ là trong gia đình nào mà có cha mẹ, con cái mà biết kính lễ cha mẹ, biết cúng dường cha mẹ, thì ở trong gia đình này Đức Phật này ví dụ cha mẹ ngang bằng với Phạm Thiên. Đó là trong cái văn hóa tín ngưỡng của người Ấn xưa kia. Thì ở đây đó thì khi mà mình nói đến điều này đó thì quý vị biết rằng cha mẹ thì có công rất lớn đối với một người con, một người con. Và ở đây nói rằng là cha mẹ là vị mà ai đó ở trong gia đình đó, con cái mà chấp nhận kính lễ cha mẹ thì trong nhà ấy thì chấp giống như là chấp nhận vị đạo sư của thời xưa. Chúng ta hiểu điều này đó là sao? Đạo sư của đời xưa đó là cái truyền thống văn hóa của người Ấn xưa kia quan niệm đến một vị Phạm Thiên. Quan niệm vào Phạm Thiên là một vị thần cao cả đối với họ. Và đó là những vị đạo sư mà người xưa người ta đã chỉ dạy như vậy. Mà nếu mà trong gia đình nào á, mà có con cái kính lễ, hiếu thượng, cúng dường cha mẹ thì gia đình đó được xem như là chấp nhận là một cái vị đạo sư từ xưa tới giờ, hay gọi là trong kinh đó là vị tiên sư đầu đời, tiên sư đầu đời, tức là vị thầy đầu đời của chúng ta. Nói cái điều này đó thì quý vị thấy rằng là giống như chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, chúng ta học kiến thức rất là nhiều, chúng ta sưu tầm, rồi chúng ta lưu tồn những cái kiến thức xã hội rất là nhiều về mặt này mặt nọ,
về triết học, văn học, ngôn ngữ học, toán học, sử học, văn hóa, tất cả các thứ. Nhưng mà cái điều trước tiên đó là chúng ta học từ ở nơi cha mẹ chúng ta trước. Cha mẹ chúng ta trước. Bởi vì ngay chúng ta mở mắt chào đời, rồi đến khi chúng ta bập bẹ biết nói đó, thì cha mẹ là những người hướng dẫn chúng ta nói trước, kêu cha, kêu mẹ trước. Những cái từ đó là hết sức là giống như là mở miệng ra là chúng ta biết kêu liền. Từ nhỏ là chúng ta biết kêu liền. Và cho đến ngày hôm nay, ở đây chúng ta đọc cái câu cuối là gì? Con cái biết nuôi, tức là cha mẹ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Cha mẹ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Này các tỷ kheo, cha mẹ đối với con cái nuôi lớn chúng, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Thì nói điều này để cho chúng ta thấy rằng cha mẹ có năm cái phận sự đối với con. Đó là gì? Đó là nuôi dưỡng con, nuôi dưỡng con, chăm sóc con từ tấm bé đến lớn. Rồi là cha mẹ đó là giao tài sản cho con nó đúng lúc đúng thời. Thí dụ như một đứa con nó khôn lớn rồi đó, nó đủ cái trí khôn rồi đó, nó biết sinh sống, cách để sinh sống đó, thì những lúc đó là cha mẹ sẽ giao tài sản cho con. Rồi cha mẹ đó là dựng vợ gả chồng con. Nếu theo cái đời đó, quan niệm đối với Nho giáo thì người ta quan niệm là con trai thì lớn lên phải có vợ, gái lớn lên thì phải có chồng, rồi họ mới phân ra là tam tùng tứ đức vân vân. Thì cái đó là cái quan niệm của Nho giáo. Nhưng mà khi mà một người con mà được dựng vợ gả chồng đó, thì cha mẹ nuôi con lớn lên tới tuổi mà trưởng thành rồi đó, đến tuổi mà dựng vợ gả chồng rồi đó, thì cha mẹ cũng mong muốn là con gái thì gả chồng cho nó, và con trai thì phải cưới vợ cho nó, để cho nó yên bề gia thất. Tức là chúng nó sẽ nương tựa nhau để mà tụi nó xây dựng cuộc đời này, sống trong đời này, thành cái tổ ấm riêng của nó. Thì cha mẹ nó nhẹ đi cái trách nhiệm một phần nào, chứ không phải là hết trách nhiệm. Giao tài sản, rồi vợ gả chồng, rồi bổn phận cư tư của cha mẹ đó là gì? Đó là ngăn chặn không cho con làm việc ác xấu, và khuyến khích con làm việc thiện tốt, việc thiện và việc tốt. Thì cha mẹ thường khuyến khích con. Rồi là những cái bổn phận đó, đó là những cái trách nhiệm đó, là những trách nhiệm của người cha, người mẹ thường là có với con. Vì vậy cho nên là nuôi lớn một đứa con rồi, sau đó thì dạy dỗ. Chúng ta biết rằng người Việt chúng ta có cái câu là học ăn, học nói, học gối, học mở. Có nghĩa là ngay cả cái việc ăn nói, rồi những cái mà xử sự ở trong cuộc đời này, thì cha mẹ cũng là cái người mà khéo dắt dở và hướng dẫn con vào đời đó. Cho nên là dạy dỗ con những cái điều đó, những cái điều đó. Và thường đó, chúng ta biết rằng rồi bắt đầu là giới thiệu con vào đời. Giới thiệu con vào đời là sao? Là cho con đi học các cái kiến thức ở xã hội. Thí dụ như cho mình học hết phổ thông, rồi cho mình học các cái môi trường trung học, cao đẳng, là đại học gì đó, rồi, hoặc là những cái nghề nghiệp gì đó mà con nó có thể là thích hợp với cái nghề đó, thì con, cha mẹ cho con học những cái nghề đó. Để chi? Để rồi có cái kiến thức đó, có cái tay nghề đó, thì con mới có thể là tự làm để mà sống được. Người ta nói, ngày xưa người ta nói là có thể nói rằng cái câu mà người ta nói là ruộng bắc ruộng đất bề 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 đó thì cũng không bằng cái nghề ở trong tay. Có nghĩa là để cái kiến thức lại cho con nó tốt hơn là để chúng ta để lại đất đai rất là nhiều, của cải rất là nhiều,
Nhưng mà nếu mà đứa con nó không khôn lớn, nó không khôn ngoan để nó bảo vệ, hay là nó phát huy cái của cải vật chất do cha mẹ để lại, thì có một ngày nào đó thì cũng sẽ tiêu mòn, sẽ mất hết. Còn nếu mà để được cái kiến thức ở trong một cái người con á, thì cái đứa con đó nó sẽ có cái kiến thức, sau này nó vào đời thì nó sẽ sống một cách vững chãi do cái việc mà cha mẹ để lại. Ở đây đó, trở lại cái câu mà Đức Phật ngài nói là vì sao mà trong một gia đình nào mà có con cái biết kính lễ cha mẹ, biết cúng dường cha mẹ, thì ở đó là ngang bằng với phạm thiên. Cha mẹ được sánh với ngang bằng phạm thiên. Chúng ta hiểu ở đây đó không phải là ngang bằng với phạm thiên là những cái đặc tính, hay là ngang bằng là cha mẹ mình là ngang bằng với phạm thiên, không phải. Mà hiểu ngang bằng ở đây đó, bởi cha mẹ có bốn cái đặc cái đức tính, bốn cái đức tính. Mà đức tính ở đây đó thì chúng ta nghe rất là nhiều. Bất cứ một vị phạm thiên nào đó thì cũng có bốn cái đức tính này. Tuy rằng để trở thành một vị phạm thiên sắc giới, hay là trở thành một vị phạm thiên vô sắc giới, thì người ta phải buộc, những vị đó phải buộc tu chứng thiền. Nếu mà tu chứng thiền sắc giới thì trở thành phạm thiên sắc giới, và tu chứng thiền vô sắc giới thì trở thành phạm thiên vô sắc giới. Ta gọi chung đó là phạm thiên. Nhưng mà chúng ta biết rằng những vị phạm thiên đó, thì có những vị tu đề mục này mà chứng thiền sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền. Nhưng mà có những về đề mục, có những vị tu đề mục bốn vô lượng tâm, tức là tâm từ, tu tập tâm từ, tu tập tâm bi, tu tập tâm hỷ và tu tập tâm xả, thuần thục ở trong đề mục đó, vị đó cũng có thể trở thành một vị phạm thiên. Và khi đã trở thành một vị phạm thiên thì những vị đó, phần lớn là những vị đó có những cái đức tính từ, đức tính bi, đức tính hỷ, đức tính xả, tức là metta, karuna, mudita và upekkha, tức là bốn cái đức tính từ bi hỷ xả của một vị phạm thiên. Và nếu như vậy đó thì chúng ta thấy rằng cha mẹ đó, mà ở đây nếu thực hiện một cái vai trò, cái trách nhiệm của một vị người cha người mẹ có năm cái bổn phận, là nuôi dưỡng, rồi dạy dỗ, dựng vợ gả chồng, giao tài sản cho con, rồi là khuyến khích con làm điều thiện, tránh xa điều ác đó, thì những cái đức, những cái bổn phận của người cha người mẹ là đối với con là như vậy. Nhưng mà ngoài cái điều đó, đó thì chúng ta thấy rằng cha mẹ phần lớn là cha mẹ có bốn đức tính từ, đức tính bi, đức tính hỷ và đức tính xả. Nói điều này để cho chúng ta thấy rằng cha mẹ có tâm với chúng ta, tâm tự. Ở đây chúng tôi không nói về vấn đề cái khiết mà chuyên biệt, chuyên môn, bởi vì từ nếu mà không khéo đó thì nó trở thành ái. Nếu mà nói theo thông thanh tịnh đạo, ngài Bố Thá Cô Xá ngài dạy, nhưng mà rõ ràng là nếu mà một người cha người mẹ thương con đó, là phát xuất từ cái tâm từ, nó có tâm từ. Nhưng mà nếu không khéo thì nó sẽ trở thành ác. Đây là chúng tôi không nói về vấn đề chuyên biệt, muốn giải thích về bốn cái đức tính đó, mà chỉ nói là cha mẹ có tình thương đối với con. Trước mắt là cha mẹ có cái tình thương với con. Từ khi mà chúng ta bắt đầu là biết là trong người của mẹ đã thọ thai rồi đó, thì người mẹ cũng luôn luôn nghĩ rằng, hoặc là người cha cũng luôn luôn nghĩ rằng, mong rằng mình sinh ra đứa con được gọi là được đầy đủ trí khôn, đầy đủ trí thông minh, có đầy đủ tứ chi, tức là đầy đủ về 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 thể trạng và tâm lý, trí tuệ đó đầy đủ, chứ không phải là mong muốn con không được đầy đủ. Vì vậy cho nên là cha mẹ có tâm từ là từ khi mà bắt đầu là thọ thai là đã có tâm từ đối với con rồi. Chúng ta thấy không? Có tâm từ lúc đó rồi, thương con, cũng mong rằng là con được trưởng thành này kia.
Thì cái điều đó đó là cái cha mẹ có cái tâm từ đối với con. Mặc dù là người cha là không có sanh ra người con như là người mẹ, nhưng mà người cha khi biết rằng người vợ của mình mang thai, là con của mình bắt đầu là thọ thai để chào đời đó, thì người cha cũng đã có cái tình thương đối với mình, đối với mình. Cho nên hiểu trong một cách nào đó thì cha mẹ có lòng từ đối với con. Rồi đến khi mà chúng ta được chào đời đó, chào đời đó, thì cái tình của cha mẹ nó gắn gắn chặt với chúng ta. Tôi vẫn giảng sư ơi. Quý vị còn nghe không ạ? Dạ, cảm ơn. Thế từ khi mà cha mẹ thọ thai cho đến sinh ra đời đó, thì bắt đầu là ta lớn bấy nhiêu đó. Cho nên là cái lòng từ của cha mẹ đối với con rất là lớn. Bởi vậy cho nên là ở trong văn học của Việt Nam của chúng ta đó, như là văn học cổ xưa đó, thường nói là cha mẹ có chín chữ cù lao. Chín chữ cù lao là xúc rồi phủ phục phúc vân vân, có nghĩa là thương con rồi hoài tưởng đến con rồi chăm sóc con bảo vệ con, nói chung là cho chúng ta bú mớm vân vân, người mẹ là vậy, cho chúng ta bú mớm. Thì đó là những cái gọi là chín chữ cù lao, sinh cố phủ phục phúc, nói chung là đủ chín chữ. Thì cái chín chữ cù lao đó thì hôm nào rồi chúng tôi không tiện để nói đây hết, nhưng mà đó là chín chữ cù lao, nó có nghĩa là nuôi nấng chúng ta, sinh chúng ta ra rồi chăm sóc chúng ta, hoài đối tượng đến ta rồi chăm sóc ta rồi dạy dỗ ta rồi cho chúng ta bú mớm. Thì tất cả những điều đó là đủ chín chữ cù lao là như vậy. Rồi bây giờ nè, khi mà cha mẹ đó có con, sinh con ra rồi thì lúc nào cũng có tâm từ đối với con, lúc nào cũng thương con, thương con. Cho nên là làm gì làm, chúng ta có đi đâu thì đi, có lỗi lầm gì đó thì ít có gia đình nào hoặc là cha mẹ nào mà thiếu tâm từ đối với con. Chúng tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là có những gia đình đó, nhiều khi cha mẹ cũng không có đủ đức tính đó nữa, không biết là gì lo hoàn cảnh nghiệp báo gì không biết, nhưng mà nhiều khi đó là cha mẹ không thương con cũng có cái chuyện đó cũng có, chứ không phải là không có. Rồi những đứa con nó sống khốn khổ cũng có, chứ không phải là, nếu mà cha mẹ biết thương con thì trong hoàn cảnh nào thì cha mẹ cũng bảo bọc, cũng che chở, cũng lo lắng cho con đó. Là vì vậy cho nên là chúng ta gặp những cái hoàn cảnh ở đời xã hội đó, thì chúng ta cũng gặp những cái hoàn cảnh là nhiều gia đình cha mẹ không có thương con. Nhưng mà phần lớn đó, thì cha mẹ luôn luôn có cái tâm từ đối với con, dù là chúng ta ở cái tuổi nào cũng không biết. Nếu chúng ta còn nhỏ thì bảo vệ theo cái cách nhỏ, không? Đến khi chúng ta có gia đình thì cũng bảo vệ theo cái cách của người lớn có gia đình. Và khi chúng ta trở thành một bà già 60 thì cha mẹ mình, nếu một bà già 80 tuổi cũng vẫn thương con như thường, vẫn thương con, vẫn xem mình là một đứa con, mặc dù mình đã là bà ngoại rồi, bà nội rồi đó, là bà già 60 rồi đó, nhưng mà mẹ mình là nếu là bà già 80 thì vẫn thương mình, xem mình như là con. Cho nên cái tình thương nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên là cha mẹ có cái đức từ đối với đức từ với con, tức là tình thương đối với con. Nếu mà ở đây ai mà đã từng thương con mình như thế nào, mình có con rồi mình thương con mình như thế nào, thì mình cũng nghĩ là cha mẹ cũng thương mình dường như thế. Đó là như vậy. Cái đức tính thứ hai mà cha mẹ có nữa, nó là đức tính đức bi. Đức tính bi, bi là không nỡ thấy con khổ. Cho nên là chúng ta thấy rằng nhiều khi đó là ngày nay thì xã hội phát triển, con thì nó sống bằng cái nghề nghiệp, là bằng cái tri thức nhiều, tức là nó sống bằng công nghiệp, nó ít có làm bằng nông nghiệp như ngày xưa. Nhưng mà rõ ràng đó là cái
cái lòng thương con á, của cha mẹ hay là không nỡ thấy con khổ á, thì dù hoàn cảnh nào cũng không muốn con khổ. Chúng ta là lúc còn nhỏ đi chơi, đi giỡn, đi nhảy, đi bay đó, lỡ bị té rồi bị vết thương đó, thì cha mẹ cũng thấy là đau lòng rồi. Đau lòng rồi. Rồi đến khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta lập gia đình đó, thì nếu chúng ta còn cha mẹ thì cha mẹ cũng thương ta, không nỡ thấy chúng ta khổ, không nỡ thấy chúng ta khổ. Dù là trong một cái giới hạn nhất định đó, cha mẹ chỉ có được cái khả năng chừng bấy ấy thôi đó, chừng bấy nhiêu đó thôi đó, thì cha mẹ cũng không muốn mình khổ, không muốn mình khổ. Thí dụ như là con trai thì cũng, con gái thì mong muốn là gả cho nó được tấm chồng coi như nó đàng hoàng, có thằng chồng có đạo đức, hoặc là gia đình nó cũng tương đối đầy đủ được những cái điều kiện vật chất tương đối đầy đủ được để nó sống nhờ bản thân nó. Rồi con gái, con trai cũng vậy, cũng mong muốn là để tài sản lại cho nó, hoặc là tạo nghề nghiệp để cho nó, để sau này nó có thể sống được bản thân nó, hoặc nó lo cho vợ con nó. Thì cái đó là cũng mong muốn cho con không bị khổ, không nỡ thấy con khổ, nỡ con khổ. Cho nên là cái khổ này đó thì nó có nhiều cái nguyên nhân lắm, nó có những cái nguyên nhân, nhiều cái lý do khác nhau. Cho nên là nhiều khi rồi trong cuộc sống chật vật nó khổ đã đành, rồi nhiều khi hoạn nạn, bệnh hoạn, ốm đau gì đó nó xảy ra rồi con đó, thì cha mẹ cũng không nỡ thấy con khổ, không nỡ thấy con khổ. Và vì vậy cho nên là nếu mà cha mẹ thương con và thực hiện cái trách nhiệm của mình, cái trách nhiệm của mình là một người cha người mẹ, thì ngăn chặn không cho con làm nhiều điều ác điều xấu, điều ác điều xấu, và khuyến khích con làm điều thiện điều tốt. Dĩ nhiên là hầu như là cha mẹ nào cũng muốn con như vậy, nhưng mà chúng ta cũng biết đó là cái môi trường giáo dục ở trong gia đình là một lẽ, một môi trường giáo dục ở trong gia đình là một lẽ, và cái hoàn cảnh xã hội nó tác động đến cái đối tượng đó cũng là một lẽ. Hoàn cảnh tác động ở đây chúng tôi nói là cái tập quán nghiệp, tập quán nghiệp. Còn cái trong gia đình giáo dục á, nó cũng là tập quán nghiệp luôn. Nó có thể là ảnh hưởng từ nơi cha mẹ dạy dỗ, hoặc nó từ ảnh hưởng từ ở nơi cái hoàn cảnh ở bên ngoài, mà nó có thể là tốt hoặc là xấu. Nhưng mà nếu là nó là cái nghiệp của một đứa trẻ thì đó là do nghiệp quá khứ, nghiệp quá khứ. Cái nghiệp quá khứ đó nó có thể tốt hoặc là xấu, để rồi đứa trẻ nó hình thành nên cái tính cách của nó tốt hoặc là xấu. Cái nghiệp đó của quá khứ của nó là tốt, nó là xấu, thì nó ở trong một cái môi trường xấu thì nó dễ tập nhiễm ở trong một cái môi trường xấu. Còn nếu mà nó tạo cái nghiệp thiện tốt thì nó sẽ gặp được một cái môi trường, và nó dù nó có gặp cái môi trường xấu đi nữa nhưng mà tâm nó vẫn hướng đến những cái điều tốt thiện, thì nó cũng trở thành cái người tốt. Cho nên là chúng ta thấy ở đây đó là cha mẹ có cái tâm bi đối với con, là không nỡ thấy con khổ, không nỡ thấy con khổ. Chúng tôi nói điều này để quý vị thấy rằng là nhiều khi gia đình khó khăn, ngày xưa sống đời nông nghiệp mà, nhiều khi rồi là con nó qua dỡ cái hũ gạo của nó lên, thấy còn có một chút xíu hoặc hết rồi, cũng cha mẹ, nhất là người mẹ đó, sống về tình cảm, cũng hay ra sách dài lít gạo, rồi múc cho nó dài lon gạo, rồi qua rồi đổ vô trong cái hũ gạo của nó để có nấu nó ăn. Vì cái gì chúng ta thấy rằng ở đây chúng tôi nói là cái hoàn cảnh gia đình cha mẹ nghèo thì không có cái gì hơn đó. Thì không muốn thấy con khổ cho nên chia sẻ nhau từng lon gạo, từng chén cơm như vậy. Đó là cái tình mẫu tử, hay là mình nói một cách khác tức là cái lòng bi của con, của cha mẹ đối với con cái, lòng bi của cha mẹ đối với con cái là không nỡ thấy con khổ. Nhiều khi bà già đó, bây giờ chúng tôi thấy gặp nhiều cái hoàn cảnh nha. Bây giờ là mình trở thành một bà già rồi, bà ngoại, bà nội gì không biết. Rồi lâu lâu con cháu nó về, nó cho được 5-300 ngàn bỏ trong túi, gói 5-7 lớp, rồi để đó. Rồi đâu có nhét trong túi áo vậy đó, nhét trong túi áo vậy đó. Rồi bắt đầu là thấy đứa cháu này nó khổ, thấy đứa con này nó khổ, chìa ra, móc ra cho nó. Tuy là nó không là đáng về giá trị về thứ vật chất, nhưng mà cái tình của mẫu tử đó
là họ không nỡ thấy con khổ, chìa ra cho dài đồng. Rồi có đứa nó biết chuyện thì ông nói, nó tại sao con, nó biết chuyện thì nó nói thôi tiền của mình cho cha mẹ, thì cha mẹ xài mấy thì cho cha cho con gì đó, cho đứa nào nó khổ kém may mắn. Nhưng mà có đứa nó biết chuyện, nó nói tiền của tôi cho bà, sao bà lại cho nó này kia, cho đứa này đứa kia, thì cái điều đó nó lại sinh ra những cái chúng ta thấy là không hay. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái nước mắt chảy xuống mà, nước mắt chảy xuống có nghĩa là tình thương, cái tình thương nó lớn lắm. Vì vậy cho nên là cha mẹ có cái đức tính bi đối với con. Người cha không phải là những chuyện gì cũng mũi lòng mà khóc đâu. Người cha đó là có lắm đó, có những chuyện gì mà nó xảy ra đau buồn lắm thì cũng ứa nước mắt rồi, rồi cũng lặng lẽ đi lo công việc thôi, chứ không bao giờ mà nói than vãn hay là có cái cách này cách nọ. Nếu một người cha là vậy, chúng ta thấy như vậy đó, là không phải là cái người cha mà không có cái tình thương đối với con. Nhưng mà mình nói một cái đặc điểm của một cái người phụ nữ, tức là một người mẹ đó, do cái đặc tính của cái người phụ nữ như vậy, cho nên cái tình thương con nó rất là lớn, tình con thương con rất là lớn. Chúng ta nếu là những cái người mà có làm cha làm mẹ rồi đó, khi mà con nó đi vắng nhà đó, mà đi đâu mà nó không, nó nói chiều nay nó về mà nó không có về đó, thì có thể là đứng ngoài cửa, giữa cửa vách đó, để mà trông ngóng con, hay hoặc là ra ngoài cổng, bước ra ngoài cổng nhà đó, nhìn tới nhìn lui trông ngóng coi con mít chị xài, con mít thằng đài gì đó nó chưa về đó, thì có lẽ là trông buồn, không biết là nó ra sao, nó đi rồi nó đi ra sao, trong lòng cứ lo như vậy. Mặc dù là lớn nó có đủ sức để nói, nhưng mà trong lòng cha mẹ vẫn nghĩ con là con vẫn còn nhỏ dại. Cho nên cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ chung, cái tâm lý của xã hội. Và cha mẹ thì luôn luôn có cái đức tính bi đối với con cái là như vậy, tức là không nỡ thấy con khổ, không nỡ thấy con khổ. Đó là mình nói trên phương diện vật chất. Rồi là chúng ta có một cái văn hóa đó, hàng năm thường thường cha mẹ cầu an cho gia đình, cũng mong cho con cái được khỏe mạnh, được hạnh phúc. Đó là vậy. Ví dụ như là đi đến chùa thắp vài nén hương, cúng dường 5-3 đồng vô thùng phước sư, cũng cầu nguyện là sao cho gia đình mình được bình an, con A, con B, con mít, con xoài gì đó nó được bình an. Đó là cái tình thương, không nỡ thấy con khổ của cha mẹ. Cái đức tính thứ ba nữa đó là cha mẹ có đó là gì? Đức tính hỷ. Đức tính hỷ ở đây đó là cái đức tính mà cái sự thành công của con á, sự thành công của con đó là cái niềm vui của cha mẹ. Chúng ta thành công bất cứ một trên phương diện nào mà cha mẹ thấy mình thành công là cha mẹ vui rồi. Bây giờ mình không nói một người mà làm một cái nghề nông mà con nó trúng mùa, cha mẹ cũng vui. Một người mà làm nghề buôn bán nhỏ nhẹ, nhỏ lẻ, cóc ken đó, mà hôm nay nó bán được đắt hàng, nó có lời á, thì mình cũng, cha mẹ cũng vui cái thành công của nó. Hoặc là một đứa con cho nó ăn học mà bây giờ nó học đỗ đạt được á, có thành tài được á, thì cha mẹ cũng vui, vui với cái thành công của nó. Ở bên ngoài á, mình hơn người ta đó, thì có thể người ta ganh tị mình. Người ta ganh tị mình, người ta không muốn mình hơn người ta. Nhưng mà đối với cha mẹ thì phần lớn là cha mẹ có cái đức tính hỷ, tức là vui với cái thành công của chính mình. Mình thành công đến đâu thì cha mẹ mừng đến đó, mừng vui đến đó. Cho nên ngay cả chúng ta thấy rằng đứa con nó chưa biết nói đó, mà nó chậm biết nói, nó chậm biết nói. Mà ở gần chùa chúng tôi có một cậu bé, nó 12 tuổi rồi mà nó nói chắc dõng dạng được khoảng chừng mười mấy từ thôi, mười từ mười mấy từ thôi. Mà bữa nào mà vợ chồng mà phát hiện ra cái đứa con này nó nói thêm một cái từ mới nữa đó, nó biết nói thêm một từ mới, cha mẹ cũng mừng, cũng vui rồi. Mặc dù đứa con nó 11-12 tuổi mới biết được, mới nói được có một chừng mười mấy từ là dữ lắm, là ba má là dữ lắm, rồi ăn rồi ngủ nó mấy tiền từ gọn gọn vậy đó. Nó nói được, nhưng mà nó không nói được nhiều. Mà ngày nào mà đứa con nó nói,
nói thêm một từ nào nữa thì cha mẹ mừng. Ý chúng tôi muốn nói là mình thành công những cái nhỏ nhất, người con mà thành công những cái nhỏ nhất thì cha mẹ cũng có cái sự vui, vui, vui ở trong lòng. Chứ không phải là không có. Người ta bên ngoài mình hơn người ta ganh tị mình, người ta không muốn mình hơn người ta. Rồi đủ thứ chuyện xăm soi, đủ thứ chuyện làm tổn hại với nhau, hạ uy tín cho nhau, làm tổn hại, làm khổ cho nhau. Nhưng mà đối với cha mẹ thì mình thành công đến đâu thì cha mẹ mừng đến đó. Cái đức tính thứ tư nữa đó là cha mẹ có đức tính xả. Mình thấy không? Cha mẹ có đức tính xả. Xả là sao? Là khi mà mình có lỗi lầm gì thì cha mẹ đều là tha lỗi cho mình. Ít có khi nào mà cha mẹ thù chấp sai chấp lâu lắm, không có, ít lắm, ít có chứ không phải là không có. Nhưng mà rõ ràng là phần lớn ấy, cha mẹ có đức tính xả, có nghĩa là mình có lỗi lầm gì thì cha mẹ cũng tha thứ hết. Thí dụ như bây giờ nè, chúng tôi nói giống như cái thằng con trai đó, nó đi chơi hoài, cha mẹ rầy nó, mà rầy nó thì giận nó, bực nó không nghe. Nhưng mà đến khi mà nó không nghe rồi, cái chuyện nó xảy ra dở lẻ ra rồi đó, nó bị nạn tai nó về rồi đó, thì cha mẹ cũng tha thứ, cũng chăm sóc nó chứ bỏ nó được đâu. Hoặc là ngày xưa chúng ta thấy rằng cho đến ngày hôm nay thì con trai con gái gì cũng vậy, gái đi chơi rồi này kia rồi đó, lỡ có vại rồi có mang, ví dụ vậy, rồi cha mẹ cũng giận dữ, danh dự mà, danh dự của mình, tại sao bây giờ con của mình nó bôi tro chét trấu lên trên mặt của mình như vậy. Rồi đó là đứa con gái nó lại nó mang, lỡ dạy nó mang thai như ngoài ý muốn của nó, mặc dù là cha mẹ chưa dựng vợ gả chồng, chưa cưới gả gì cho nó. Rồi cuối cùng là cha mẹ cũng giận lắm, giận chín xe 10 vàng đi nữa. Rồi ở một thời gian rồi đó thì cha mẹ cũng bỏ qua, bỏ qua. Nguôi ngoai khi mà con nó sanh con rồi, rồi về cũng tha thứ. Bởi vì người ta mới nói là thắng bên nội mà thối về bên ngoại. Thì ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là cha mẹ mình có nhiều cái lỗi lắm. Cái lỗi, bất cứ cái lỗi gì trên cuộc đời, lỗi lớn, lỗi nhỏ gì đó, thì cha mẹ cũng đều có cái hỷ xả cho mình. Xả bỏ hết chứ không có chấp mình, không có chấp. Cái đức tính nó là từ xưa tới giờ rồi. Cho vậy cha mẹ có bốn cái đức tính đó, cho nên là Đức Phật Ngài nói rằng cha mẹ là được ngang bằng với phạm thiên. Vì sao mà Đức Phật Ngài dạy ở đây nữa nè? Ngài dạy là cha mẹ đó là mà trong gia đình nào mà con cái biết phụng thờ, kính lễ, cúng dường cha mẹ thì gia đình đó được ngang bằng với phạm thiên. Thì ở đây chúng ta thấy nè, dĩ nhiên là cái việc mà cha mẹ thương con là như vậy. Rồi có nhiều người họ nói cái đạo hiếu của con người đó, tại sao cứ nói đơn nói lui, nói tới nói lui, nói hoài, nói mãi vậy? Ai không biết chuyện đó. Nhưng mà nhiều khi chúng ta lại quên đi, chúng ta lại hờ ơ đi, quên đi, hờ ơ đi. Nói điều này để cho chúng ta nói rằng cái câu là câu Nho người ta nói một cái câu là mộc dục tinh nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất toại. Có nghĩa là cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ không còn trên cuộc đời này nữa. Bây giờ đó, khi cha mẹ dựng vợ gả chồng, chúng ta cứ nghĩ rằng nước mắt chảy xuống mà. Con trai có vợ thì phải lo cho vợ, lo cho con. Rồi ít khi mình đổi hoài đến cha mẹ mình. Rồi con gái có chồng á, thì lại là quan trọng, mình lại chăm sóc chồng mình, chăm sóc con cái mình. Mình ít khi mình đổi hoài đến cha mẹ. Mình nghĩ rằng thì có nhiều người này nghĩ rằng thì thôi cha mẹ mình sinh mình ra thì có trách nhiệm nuôi như vậy, nuôi mình như vậy. Nhưng có người nói thì thôi bây giờ mình nuôi cha mẹ mình tỉnh thoảng mình chạy về thăm cũng được rồi. Nhưng mà chúng ta bỏ qua với cái thời gian đó, chúng ta không chăm sóc cha mẹ thì cha mẹ đã dần tuổi già rồi. Bước sang cái tuổi già rồi. Tuổi già rồi. Đến khi mà mình có con á, thì cha mẹ đã gần là bước sang tuổi già rồi. Nếu mà người ta nói là 20 tuổi lập gia đình thì có lẽ là mình bước sang cái tuổi mà gọi là có cháu ngoại, là có con, thì mình cũng đã 40 tuổi, con mình được 20 tuổi, ví dụ vậy. Thì
mẹ của mình cũng là 60 tuổi, ý chúng tôi nói cách nhau là 20-20 đó, mà ba thế hệ như vậy là 60 tuổi, ví dụ vậy đi. Thì ở đây đó là có khi mà mình đối hoài nghĩ tưởng đến cha mẹ là về chăm sóc á, thì sợ rồi cha mẹ không còn trên cuộc đời này nữa. Ý người ta nói là như vậy. Cho nên đến khi mà mình muốn nuôi cha mẹ không còn, Đức Phật dạy ở trong kinh á, thì bổn phận của người con á, là gì? Có 5 cái bổn phận. Một là phụng dưỡng cha mẹ. Cái bổn phận Đức Phật dạy ở trong kinh Trường Bộ, đặc biệt là cái bài kinh Singalo Qua Đá Thi Ca La Việt, bài kinh Trường Bộ. Thì Đức Phật Ngài dạy có một người con có 5 bổn phận đối với cha mẹ. Đó là phụng dưỡng cha mẹ. Bổn phận thứ nhất đó là phụng dưỡng cha mẹ. Bởi vì cha mẹ đó là cái việc mà nuôi dưỡng chúng ta nuôi dưỡng lại cha mẹ, đó là bổn phận. Cái thứ hai nữa là làm việc thay thế cha mẹ. Có nghĩa là ở đây, có nghĩa là một người con phải biết gánh vác cái trách nhiệm bổn phận của mình, một người con gánh vác những cái công việc của gia đình, của cha mẹ mà cha mẹ đang làm, chúng ta có thể gánh vác. Chứ không phải rồi cha mẹ nuôi lớn lên rồi chúng ta cũng chẳng quan tâm đến cái việc gánh vác chuyện gia đình, rồi là cũng chẳng phải là quan tâm cái đó là cuộc sống của cha mẹ, ba làm, cha làm gì làm, mẹ làm gì làm, ta có cuộc sống riêng, thì nghĩ như vậy thì nó không đúng. Cho nên là một người con phải biết gánh vác cái chuyện gia đình, chuyện của cha mẹ. Ví dụ như cha mẹ làm nông thì con cũng phải biết gánh vác cái chuyện làm nông cho cha mẹ. Hoặc là cha mẹ buôn bán thì chúng ta cũng biết gánh vác cái chuyện buôn bán của cha mẹ. Hoặc là cha mẹ làm thương mại, dịch vụ gì đó, cái nghề gì đó mà chúng ta phải biết gánh vác cái việc đó. Chia sẻ cái công việc nặng nhọc của cha mẹ mà chúng ta phải biết chia sẻ. Đó là bổn phận thứ hai. Bổn phận thứ ba của một người con đó là phải duy trì giữ gìn truyền thống của cha mẹ, của ông bà cha mẹ. Truyền thống là gì? Truyền thống ở đây chúng ta hiểu đó là truyền thống tốt đẹp. Truyền thống tốt đẹp. Chẳng hạn như là truyền thống hiếu hạnh. Một người con, ông bà, chúng ta nhìn lại thế hệ là ông bà chú bác của chúng ta đời trước có hiếu, cha mẹ chúng ta có hiếu với ông bà chúng ta như thế nào, thì bây giờ chúng ta cũng phải có hiếu lại với ông bà cha mẹ như thế. Hoặc là chú bác chúng ta có hiếu với ông bà nội như thế nào, hoặc là cô dì, dì chúng ta gì đó, cậu gì chúng ta có hiếu với ông nội, bà nội, như bà ngoại như thế nào đó, ông bà ngoại như thế nào thì chúng ta phải có hiếu. Rồi hoặc là có những gia đình có truyền thống hiếu hạnh, hiếu học, tức là đứa trước nó dẫn đứa trao, đứa trước nó học cao, học tốt, học đầy đủ, nó học được đến nơi đến chốn, thì đứa con, đứa sau nó cũng bắt chước, nó cũng học theo như vậy. Hoặc là cái truyền thống tín ngưỡng, truyền thống tín ngưỡng là tôn giáo. Ví dụ như là mình là Phật giáo đi, thì cha mẹ ông bà mình là Phật giáo, thì mình được trưởng thành và lớn lên ở trong cái môi trường, ở trong một cái truyền thống gia đình, đạo đức gia đình, tín ngưỡng của cha gia đình ông bà của mình là Phật giáo, thì mình phải giữ gìn cái truyền thống đó, mình không có bỏ rơi cái truyền thống của mình. Truyền thống đó là truyền thống tốt đẹp, mà bổn phận người con là phải giữ gìn truyền thống đó, mình mới thể hiện cái đạo con làm hiếu, cái đạo hiếu của người, một người làm con được chứ. Rồi cái thứ ba nữa đó, bổn phận thứ ba nữa là mình phải thể hiện như thế nào để mà mình xứng đáng để cha mẹ tin tưởng giao tài sản cho mình. Mình không phải là thể hiện bằng một cái cách gọi là giả dối, mà chúng ta phải thể hiện năng lực của mình, thể hiện cái khả năng của mình và thể hiện lòng tín nhiệm của cha mẹ đối với mình như thế nào để cha mẹ xứng đáng giao tài sản cho mình, để mình là cái người xứng đáng để cha mẹ giao tài sản. Chứ còn nếu mà mình khờ khờ, hoặc là mình không có thông minh, hoặc là mình ăn chơi trác táng, thì cha mẹ giao tài sản sớm muộn gì cũng hết thôi, và mình cũng quay lại cái đường cổ, cái người đó cũng quay lại đường cổ. Cho nên là nếu mà mình không bảo vệ được, phát huy được tài sản, thì mình là chưa thể hiện mình là một cái người con xứng đáng để cha mẹ giao tài sản. Đó là bổn phận thứ ba. Bổn phận thứ ba, thứ tư và bổn phận thứ năm là gì? Là một người con phải biết thờ cúng ông bà cha mẹ, rồi phải biết phải biết là
tạo phước cúng dường hồi hướng cho cha mẹ khi cha mẹ qua đời. Sự thật ra đó thì cái truyền thống tục lệ người Việt của chúng ta thờ cúng ông bà từ xưa tới nay rồi. Từ khi Phật giáo chưa có du nhập vào Việt Nam là chúng ta đã biết thờ tổ tiên rồi, tổ tiên ông bà rồi, chứ không phải là đợi tới Phật giáo mới có đâu. Cho nên là ai cũng có cội, có nguồn, có gốc là chúng ta thờ cúng ông bà. Thì cái dịp mà chúng ta cúng dỗ, cúng này cúng kia là để tưởng nhớ, tưởng nhớ, tưởng nhớ đến cái người mà giống như là ăn trái nhớ cái người trồng cây, uống nước nhớ cái người nhớ 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 nguồn. Đó là cái người mà chúng ta biết nhớ ơn. Và trong Phật giáo chúng ta đề cập đến hai pháp, đó là tri ân và báo ân. Tri ân và báo ân, biết ân và đáp ân. Vì vậy cho nên là Đức Phật ngài nói thờ cúng ông bà tổ tiên là một cái trách nhiệm bổn phận của một người con đối với cha mẹ. Như vậy thì một người con nếu mà thực hiện được năm cái điều đó, đó là thể hiện vừa là vật chất, vừa là thể hiện vật chất bằng cái sự báo hiếu của chính mình, và vừa thể hiện bằng tinh thần đạo đức để thể hiện là một người con xứng đáng là một người con hiếu, là như vậy. Như vậy thì trong gia đình nào mà con cái thờ cúng ông bà cha mẹ thì Đức Phật ngài ví ngang bằng với Phạm Thiên là như vậy. Ngang bằng với Phạm Thiên. Cha mẹ có bốn đức tính từ bi hỷ xả, thì do cha mẹ có bốn đức tính đó cho nên được ví ngang bằng với Phạm Thiên. Mà trong gia đình nào mà con biết kính lễ cúng dường cha mẹ và thực hiện năm cái điều hiếu mà năm bổn phận của một người con đối với cha mẹ, thì rõ ràng là Đức Phật ngài nói gia đình đó ví ngang bằng với Phạm Thiên, giống như là một gia đình của Phạm Thiên. Bởi vì sao? Cha mẹ là bậc mà đáng cúng dường, đáng cúng dường. Có một lần nọ khi mà ông bà La Môn Matubosaka, ở này là kinh Tăng Chi có đề cập đến ông bà La Môn Matubosaka này đó, hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật. Thưa với Đức Phật là thưa Sa Môn Gotama, tôi thường theo thường pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, như vậy thì điều đó có đáng không, điều đó có nên chăng? Thì ông Đức Phật ngài nói là đối với cha và mẹ, ai mà phụng dưỡng cha mẹ đó thì ở đó là theo thường pháp, và người đó được các bậc hiền trí tán thán, và ở đó sẽ được phước báo sanh cõi trời, sanh cõi trời. Đức Phật ngài nói vậy. Người nào theo thường pháp phụng dưỡng mẹ và cha, chính do hạnh này bậc hiền trí tán thán trong đời này tán thán, sau khi chết được sanh tiên, và tương lai thì vì đó cũng có thể tu tập trở thành một bậc thánh. Rồi chúng ta nhớ một cái điều như thế này. Đức Trời Đế Thích đó, Đức Trời Đế Thích sở dĩ mà ngài sanh về để làm một vị trời đế thích ở cõi trời Tam Thập Tam đó, chủ chăn ở cõi trời Đao Lợi đó, Tam Thập Tam đó, thì ở đó, trong đó ngài có bảy pháp. Thì trong đó có một cái pháp đó là không sân hận, và chúng tôi còn nhớ là không sân hận. Và ở trong đó có một cái pháp nữa đó là phụng dưỡng mẹ cha một cách chu đáo. Thì chính bảy cái đức tính này mà vị đó trở thành một vị chủ chăn ở cõi trời Tam Thập Tam, tức là Đức Trời Đế Thích, được cái quả vị Trời Đế Thích là do phụng dưỡng mẹ cha, phụng dưỡng mẹ cha. Cho nên đó, chúng ta thấy rằng nếu một người cư sĩ mà chúng ta tu tập pháp như thế này, chỉ cần chúng ta có hiếu với cha mẹ bằng với cả cái tâm tư, bằng thái độ, bằng hành động của chính mình, mình thể hiện cái đức tính của một người con có hiếu, và thật sự nếu mà mình giữ trọn như vậy đó thì mình cũng được sanh thiên nè, chứ không phải là đơn giản đâu. Thì ở đây đó nói điều này để chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngài nói là những vị đạo sư, như là các vị đạo sư thời xưa, những gia đình nào này các tỷ kheo ấy con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường, đáng được cúng dường. Vì sao? Một người mà
cúng dường cha mẹ là đối tượng để đáng được cho con cái cúng dường, con cái cúng dường. Và những cái người nào mà có hiếu với cha mẹ thì cũng được các vị thiên tán thán, như là Đức Phật ngài nói với ông Bà La Môn Matubo Xá Cá vậy đó. Ông Bà La Môn Matubo Xá Cá nói là tôi theo thường pháp, tôi thường nuôi dưỡng mẹ và cha. Thì Đức Phật ngài nói là người nào theo thiền pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính do công hạnh này trong đời hiền trí tán thán, và sau khi chết được sanh thiên, và vì đó tương lai trở thành một bậc thánh, trở thành bậc thánh do cái hạnh có hiếu đó, chỉ hiếu đó. Thì như vậy thì chúng ta hiểu cái đức tính mà ở đây trong cái nội dung của bài kinh này, thì Đức Phật chỉ đề cập đến là một cái pháp, là chỉ là một người con có hiếu với cha mẹ, có hiếu với cha mẹ, phụng dưỡng với cha mẹ. Mà tôi đã dạy, chúng tôi đã giải thích là cha mẹ có bốn cái đức tính là từ, bi, hỷ, xả. Và một vị phạm thiên nào cũng có bốn đức tính đó, cho nên là Đức Phật ví dụ cha mẹ như vị phạm thiên, ngang bằng với phạm thiên. Và trong gia đình mà con có hiếu với cha mẹ thì gia đình đó được các cái bậc hiền trí tán thán, và cũng sánh gia đình đó như là ngang hàng với phạm thiên là như vậy. Thì chúng ta thấy trong kệ ngôn này Đức Phật ngài dạy rằng mẹ cha gọi phạm thiên bậc đạo sư thời trước xứng đáng để con cháu nuôi dưỡng và cúng dường, do vậy bậc hiền triết đảnh lễ và tôn trọng. Mà thấy không, dân đồ ăn đủ vải mặc và vườn giường nằm, tho bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay, với sở hành như vậy đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Nội dung của bài giảng là như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu Đức Phật chỉ nói rằng một người con phải có hiếu với cha mẹ, nuôi dưỡng với cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ. Và trong gia đình nào mà cha mẹ con cái biết kính lễ, biết cung kính, biết nuôi dưỡng, cúng dường cha mẹ thì gia đình đó được sinh bài ngang bằng với phạm thiên là như vậy. Để chúng tôi xin được dứt lời cái bài học hôm nay. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn áo. Và con kính dân mít đến sơn. Tất cả phương pháp hành coi đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng khá sử thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quá có tâm tịnh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quả ta san ti quy hà ra quả si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình. Ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiền ca ron tệ tha vi ha ra măng đa lê thể ra cha map cha na wa ca cha bit ca vô
Saramika dana pati upasaka gama cha desani gama cha itsara sapana puta sukita pawan tute cha da bu cha ye pi cha anda sampawa samseda cha ta athavo papatika niyani kang thamma wa sang patit cha te sabbe pi dukkha sakarantu sankhayam tha tu chi rang sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ga la sẵn khổ hồ tu sa mắc vô quá át tha gia cha hi ta gia cha âm hề ra khăn tu sắc thầm mô sắp bề bi thầm ma cha ri nô vô thêm sầm pa phu ni ya ma thầm ma ri yap ba huệ đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.